là diễn hát dịp 2020. Sau khi trải lâu lắm nè, rất là xạo. Làm tình trạng dân gian là kêu cầu một luôn nha. Giờ mình sẽ test tốc độ trước khi làm cho em xem. Với cái thác Việt Nam 2021, sau khi mình làm lại nồi xong rồi mình phay bánh bi, bẻ độ, dớt sau bài đấy, cái gì rồi nó mở lên đây luôn. Mình xin nó thì nó thưởng lên tới đây thôi. Làm bố, qua so, chuông, hai cái lọc gió đồ chơi luôn, giúp cái lượng gió nó nhiều hơn, xe nó nhẹ bốc hơn ha. Nó zin thì chạy thời gian là nó đóng bụi luôn. Nó hao xăng, nó lại nó lì, nó chạy không bốc luôn. Rồi bây giờ mình lắp vô mình test cho anh em xem nó khác biệt nha. Anh em nha, Vision đời mới đời cũ nè, thác Việt, em lịch Thái dọc nguyên con 350 ý qua trăm, mình làm đầy đủ hết nha. Xe quay dọn là nguyên con nữa nè, xe quay kỷ niệm. Công việc của anh em nha.
1.350 radio FH rồi.